Xin chào mọi người nha. Hôm nay thì buổi chiều hôm nay em có ở nhà, em sẽ livestream cho mọi người xem cái combo set vải nguyên liệu bên em. Đây chỉ là set vải 50 tấm thôi. Set này thì chưa bao gồm các nguyên phụ liệu để làm set nhá. Đây mọi người có thể xem, đây là màu vải này, đủ các tông màu cho mọi người luôn. 50 tấm thì trong đây sẽ có tầm khoảng từ 15 đến 18 tấm để mọi người có thể làm nền nhé. Đây là màu vải. Đây, những cái màu nhạt nhạt như thế này mọi người để làm nền nhé. Nguyên phụ liệu thì gồm có cả chỉ này, keo rồi khóa kéo, băng dính gai, keo nến, kim chỉ, khâu, cúc, hạt gỗ, dây dù, duy băng, que đè lưỡi để làm dối chuyện nữa nhá. Thực ra là quay như thế này cũng không được đẹp lắm đâu, tại vì các màu vải nó trộn lẫn với nhau và nó không đi cùng một tông với nhau ấy, cho nên là nhìn nó sẽ không được sặc sỡ. Đây mọi người có thể xem kỹ, đây là màu vải này. Những cái vải nền mỏng mỏng như thế này, nhạt nhạt như thế này mọi người dùng để làm làm nền. Đây là màu xanh da trời này, đây là màu da này. Thực ra là ngoài màu nó đẹp hơn ấy, tại không hiểu sao quay livestream thì nó lại bị xấu, không nhìn rõ lắm. Đây là vải cắt sẵn để xếp combo cho mọi người. Kích thước vải thì là 21 x 23 cm. Mọi người về làm sách cho bé thì mọi người làm 20 x 20 cm giúp em nhé. Nếu mà chị nào mà dạy học ấy thì làm 30 x 30. Còn đâu thường thì làm cho các bé chơi thì mọi người làm 20 x 20 thôi nhá. Đây. Hình thức mua hàng ở bên em thì mọi người muốn mua hàng ấy thì mọi người inbox cho em, cần tư vấn thì em sẽ tư vấn. Mọi người inbox sau đó thì em sẽ trả lời. Hoặc cái này thì là bên em không miễn phí ship đâu nhá, mọi người bên em sẽ hỗ trợ ship. Ví dụ như là ship hết tầm khoảng 50.000 thì bên em sẽ hỗ trợ cho mọi người 20.000. Đấy là tùy địa điểm, em ship nội thành Hà Nội. Nhất là các chị ở Hà Nội ấy, thì mọi người mua hàng thì đặt hàng hoặc nhắn tin cho em theo số hotline là 01666265280. Thì mọi người gọi mà không được ấy thì mọi người để lại tin nhắn giúp em nhé. Buổi tối thì em sẽ trả lời, em sẽ gọi lại cho các chị. Tại vì ban ngày có nhiều lúc em đi làm thì không tiện nghe điện thoại và cũng không check được inbox của mọi người ấy. Thì là mọi người thông cảm giúp em nhé, nhắn tin cho em vào buổi tối sau 6 giờ thì em sẽ trả lời mọi người. Các chị ở Hà Nội thì đặt hàng, nhận hàng, thanh toán. Còn nội thành Hà Nội thì nhận hàng, thanh toán giúp em nhé. Bên em nếu mà xa quá em sẽ hỗ trợ một phần phí ship cho mọi người. Còn các chị ở tỉnh ấy, hoặc là các chị ở ngoại thành Hà Nội ấy, mọi người có thể mua theo hai hình thức. Một là mọi người mua qua Shopee, hai là mọi người chuyển khoản trước cho em thì em sẽ gửi hàng cho mình. Thì hình thức Shopee thì mọi người lên App Store hoặc là CH Play nhá, mọi người tải cái phần mềm Shopee về. Shopee để lát nữa em sẽ viết lên tường, em sẽ để comment ấy thì mọi người vào đọc giúp em. Shopee tải về sau đó thì mọi người đăng ký tài khoản như kiểu là đăng ký Facebook hoặc là Zalo ấy. Mọi người vào đăng ký sau đó thì vào tìm Facebook, Shopee Dung Mạc. Thì mọi người mua trên đây thì shop em sẽ được là free ship. Với đơn hàng trên 180.000 thì mọi người sẽ được miễn phí ship và thanh toán tại nhà. Mua qua Shopee thì sẽ được đảm bảo nhé. Còn các chị chuyển khoản thì là inbox cho em gửi số tài khoản cho mọi người chuyển khoản cho em. Sau đó thì em sẽ gửi hàng cho mình, cho mọi người. Trước thì bây giờ em sẽ hỗ trợ mọi người phí ship nhé. Ví dụ như các chị như ở tỉnh Hồ Chí Minh này, Cà Mau, Tiền Giang, Kiên Giang gì đấy, thì nếu như mà ở các tuyến thành phố thì phí ship nó rơi vào tầm khoảng 55.000. Nhưng mà nếu như mà ở tuyến huyện thì nó sẽ cao hơn. Tuy nhiên thì nếu như mà mọi người bây giờ mọi người mua thì em sẽ hỗ trợ cho mọi người 15-20.000 tiền ship. Đấy là ship nhanh mọi người nhé. Còn ship chậm thì tầm 7-10 ngày mọi người nhận được hàng thì tiền ship nó chỉ bằng một nửa tiền phí ship nhanh thôi. Ví dụ như ship vào Hồ Chí Minh mà mất 50.000 thì tiền ship thường nó chỉ mất tầm 25.000 thôi. Thì em sẽ để giá cho mọi người là 20.000. Đấy. Còn mua qua Shopee thì mọi người sẽ được miễn phí ship và mọi người chịu khó tải phần mềm ấy đi thì mọi người sẽ không phải chuyển khoản cho em. Mọi người thông cảm nhé, thì em sẽ không ship code đâu ạ. Vì cái combo này nó nặng 6 lạng ấy.
cả các nguyên liệu thì nó nặng tầm khoảng 6 lạng. Thì ship nó sẽ rất là cao, mà hoàn về nếu các chị không nhận hàng của em ấy mà hoàn về thì em sẽ mất tầm khoảng 80 đến 100 nghìn tiền ship, nên là em sẽ không ship code đâu ạ. Mọi người muốn có Shopee với em nhá. Chị Hoài Nguyễn ơi, chị muốn xem cuốn dạy học ạ. Chị muốn làm hay là muốn đặt hàng bên em ạ? Tại vì hiện tại là đơn hàng bên em sách vải thì đã full đơn rồi. Đợt vừa rồi em có ốm nên là cũng không nhận được nhiều đơn của mọi người ấy. Thì em trả những đơn của các chị của tháng trước đặt em. Còn sách dạy học, chị inbox em nhé, thì em sẽ tư vấn cho chị kỹ hơn. Chị muốn làm hoặc là chị muốn mua nguyên liệu này để làm ấy, thì chị mua cái một cái bộ combo này và chị mua thêm tầm khoảng 10 đến 15 tấm vải dạ nền kích thước 30 x 30, thì chị làm sách để dạy học là ok chị nhá. Thường thì làm sẽ mua nguyên liệu sẽ tiết kiệm hơn rất là nhiều và không phải chờ đợi ấy. Tại vì khách đặt hàng bên em thì chờ khá lâu ấy ạ. Vì là em cứ các tháng thì cứ đơn nó nhiều ấy, nên là em không kê được hết. Đây, mọi người ơi, đây là keo nến bên em nhá. Nó bị ánh vàng từ cái vải bên dưới rồi. Đây là keo nến. Còn mọi người muốn mua được combo rẻ thì mọi người cứ share cái clip này và share clip công khai lên tường nhà mình nhá. Thì em sẽ khi chị đặt hàng thì em sẽ xem xem là chị kiểm tra, gọi là kiểm tra thôi. Rồi mọi người xe thì em sẽ giảm cho mọi người 20.000, đồng thời là khi mà mua trên Shopee thì mọi người nhớ báo em và trả giá, còn 200 giảm để em giảm 20.000 cho mọi người nhá. Lâu lắm mọi người cũng không đăng lên Tết cái gì cả vì thực sự là rất là bận. Không có thời gian để làm. Hôm nay tiện thì em được nghỉ làm thì em sẽ quay cho mọi người xem rõ hơn. Rồi các chị xem ảnh thì cũng có là hình dung đúng không ạ? Đây ạ. Lâu không quay livestream nên là nói cũng hơi bị lủng củng, mọi người thông cảm nhé. Đây, em nhắc lại là mọi người muốn đặt hàng thì cứ inbox cho em theo số điện thoại là 0166 265 280. Gọi điện mà không được thì mọi người nhắn cho em một tin nhé, để em biết thì em về em sẽ trả lời thì mọi người, và nhắn tin qua page của em, page sách vải Dung Mạc này, handbag by Dung Mạc và vải dạ nỉ. Hoặc là mọi người có thể comment trên kênh YouTube của em là Handmade Dung Mạc ấy. Thì mọi người thì nếu mà em check được, em thấy được thì mọi người thôi, tốt nhất là mọi người cứ inbox lên sách lại cho em hoặc là nhắn tin vào số điện thoại hotline của em nhé. Ban ngày thì em không trả lời được ạ, vì em đi làm. Còn buổi tối thì ok nhá, em sẽ gọi lại cho các chị. Nhiều chị có thắc mắc về màu và chất lượng vải. làm sách vải này thì mọi người chú ý giúp em là mình chỉ cần mua những cái nguyên liệu nó cần thiết thôi. Có những nguyên liệu mà không cần thiết thì mọi người không cần phải mua đâu. Trong cái combo này thì em từng xuất phát điểm là em làm sách vải đầu tiên trước khi em bán cái nguyên liệu này, cho nên là em biết được là cái nguyên liệu nào mà cần cho mọi người, nguyên liệu nào mà không cần thiết. Không phải gì mai đâu, nhưng mà có một số chị mua nguyên liệu ở ngoài xong rồi lại qua bên em để mua thêm ấy, thì các chị cũng nói là có cái combo đấy thì vải, thứ nhất là vải nó không được đủ màu, thứ hai là có một số nguyên liệu là các chị không dùng đến. Thì sau khi các chị mua, các chị mà xem cái combo của em và cái nguyên liệu là các chị không cần thiết ấy, thì các chị bảo em để em bỏ ra, em trừ tiền cho mọi người nhá. Còn đâu em sẽ chuẩn bị cái trang nó cơ bản như khóa kéo này, cúc này, hạt gỗ, dây nhỏ này, vải nỉ này, dập lỗ này, khoan tròn này, những cái đấy là những cái cần thiết. Chỉ khâu nữa, keo nến thì cái đấy là cái cần thiết bắt buộc để làm sách vải. Thì em chỉ chuẩn bị những thứ cơ bản như vậy cho mọi người thôi. Còn mọi người muốn mua thêm thì báo em nhé. Em có cả dây giày này. Có nhiều nguyên liệu lắm, nhưng mà mọi người để xem nhu cầu của mọi người muốn làm những cái trang nó như thế nào thôi. Đấy. Live buổi chiều nhưng chắc cũng không có nhiều người xem đâu. Em live để giới thiệu cho mọi người biết thôi, vì lâu không đăng lên page, mọi người tưởng em không làm. Nhưng thực ra em vẫn bán hàng đều nhá. Inbox thì hơi nhiều cho nên là buổi tối em mới check được hết. Có những hôm buổi sáng em mới trả lời được mọi người, thì sáng hôm sau mọi người đọc được thì mọi người trả lời em nhé. Báo cho em để em biết, em chuẩn bị hàng cho mọi người.
cái nguyên liệu này em thấy khá là tiện ấy. Chị nào mà khéo tay một chút thì làm thì đỡ đặt sách, thì thứ nhất là không phải chờ, thứ hai là cái tiền nguyên liệu này nó rẻ hơn rất là nhiều. Thường là mọi người sẽ không làm hết cái chỗ vải này đâu, nó sẽ còn vải thừa đấy. Vải thừa khi mà mình cắt rời ra thì sẽ bị thừa một ít, thì mọi người dùng để làm móc khóa này, hoặc là các đồ vật như là bao da, bao điện thoại chẳng hạn, hoặc là hộp bút cho các bé nhá. Gần đây thì có nhiều chị hỏi em về cái nguyên liệu để làm gối này, thì nếu mà đợt vào đông này thì có thể là em sẽ nhập cái vải nỉ đấy cho mọi người, để mọi người có thể làm gối hoặc là cái nguyên liệu để làm treo nôi ấy. Thì em đang liên hệ một số bên để em có thể đặt được cái nguyên liệu để em nhập đến bán cho mọi người nhé. Còn hiện tại thì chưa có đâu ạ, hiện tại chủ yếu là em bán sách vải và domino thôi. Để mọi người đợi em chút để em lấy cái domino cho mọi người xem. Đây nhá mọi người nhá, em vẫn bán cái bộ domino này, domino bằng gỗ. Chị nào mà like share thì em cũng giảm luôn 20.000 cho mọi người nhá. Giá là 6, bây hiện tại em đang để là 80.000. Nếu mọi người like share cái clip này thì em sẽ để cho mọi người giá 60.000. Bộ này là 120.000 một bộ. Nếu mà mua 3 bộ thì là 100.000 một bộ. Còn mua nhiều hơn thì là giá sẽ thấp hơn một chút nhá. Thì mọi người mua nhiều thì inbox cho em. Đây là cái bộ domino bên em bán chạy nhất trên thị trường. Chất liệu là gỗ thông nhá, 10 màu. Em cũng nói luôn là khi mà mọi người mua cái bộ domino này về ấy, thì tại vì thì mọi người bỏ cái ni lông này ra tầm khoảng 10 phút nhá, để cho nó đỡ mùi gỗ. Tại vì mình bọc trong kín này mà, nên là nó sẽ hơi có mùi một chút. Thì mọi người để tầm 15 phút là nó hết mùi rồi, thì mọi người có thể chơi được nhá. Còn bộ này thì vô tư đi ạ, bộ này thì không vấn đề gì luôn. Các chị có thể nhìn thấy là gỗ rất là mịn, hình hình không bong chóc được đâu nhá. Mọi người có thể lấy tay cào hay là cho nước vào cũng không có vấn đề gì nhá. Em đảm bảo về chất lượng cái bộ domino động vật này. Bộ này thì sẽ có 14, có tất cả là 28 quân, nhưng nó chỉ có 14 hình thôi. Tại vì là mỗi hai quân này sẽ là một hình, nó ghép vào nhau, mọi người nhìn thấy không ạ? Đấy, nó sẽ kiểu ghép lại như thế này đấy. Còn cái bộ này thì là 120 quân một bộ nhá. Mọi người cân nhắc kỹ nhé, trên thị trường cũng có loại domino kiểu này nhưng chỉ có 100 quân thôi. Đấy, bộ này là 120 quân ạ, 10 màu khác nhau nhé. 10 màu này, các chị có thể dùng cho con để nhận biết màu sắc. Đây, chiều dài của nó thì tầm khoảng gần 3 đốt, 2 đốt ngón tay. Chiều dài của cái quân domino này là 2 đốt ngón tay này, chiều rộng thì được tầm khoảng gần 1 đốt ngón tay nhé. Em nói thế để mọi người có thể dễ hình dung về cái bộ domino bên em, vì bộ này bán khá là chạy ấy, hàng hết liên tục. Bộ này cũng bán chạy nhưng mà thường là dành cho các bé nhỏ, thì các bé thường thích là có các hình và màu ấy. Còn cái bộ này nhá, người lớn cũng mua được, cũng dùng chơi được nhá. Tại vì bên em các phụ huynh cũng mua về cho các em cấp 2, cấp 3, người lớn vẫn chơi được. Vì mọi người có thể xem cái bộ domino này, nó mọi người nhiều người chơi và xếp thành kỷ lục ấy, thì người lớn hoàn toàn có thể chơi được. À, thêm giới thiệu thêm cho mọi người bộ nữa. Đây là bộ sản phẩm mới bên em, trên thị trường chỉ có nhà em bán thôi. Nhưng mà tại vì là em bận quá không có thời gian giới thiệu cho mọi người ấy, nên là chắc mọi người cũng khó có thể hình dung được cái bộ này nó chơi như thế nào. Bộ này thì khá là tư duy và trí tuệ. Mọi người lên kênh YouTube gõ khóa khổng minh dung mạc thì sẽ ra cách giải của cái trò chơi như thế này. Nó là từng các thanh gỗ một ghép lại với nhau. Em cũng không chơi một vài lần rồi xong lại quên ý. Đây, nó sẽ là từng cái thanh gỗ nhỏ như thế này này, và ghép làm sao để thành một cái hình cố định và không tách rời được như này. Thực ra là nó có mẹo đấy và nó có công thức ấy. Bởi vì là em đang cầm điện thoại một tay cho nên là không thể chơi được cái này cho mọi người xem. Nhưng mọi người có thể lên kênh YouTube gõ khóa khổng minh dung mạc. Hiện tại bên em bộ này bán giảm giá chỉ còn 70.000 một bộ thôi. 70.000 một bộ nhá, khi mọi người like share cái live stream này chỉ có 70.000 một bộ thôi, cực kỳ hay luôn. Khách của bên em thực ra là cái sản phẩm này nó khá mới,
nó không được phổ biến ở Việt Nam ấy, cho nên là em thấy khá là hay đây mọi người này, nhìn này, có thể tách ra được này. Nhưng thực ra nó sẽ có mẹo của nó, em dùng một tay thì không thể chơi được đấy. Cái trò này cực kỳ hay luôn, cực kỳ trí tuệ luôn. Đây mọi người thấy không ạ? Đấy, nó sẽ thành một cái khối liền như thế này. Đây là ba bộ sản phẩm thông minh và cực kỳ an toàn, em đảm bảo về chất lượng luôn cho mọi người nhé. Chị nào mà đã từng mua cái sản phẩm Domino của bên em thì sẽ thấy chất lượng cái này, mọi người không phải lo là nó bị dầm hay là bị sập, bị xước tay của các con đâu nhá. Đây mọi người nhìn này, gỗ rất là mịn luôn, quay sát cho mọi người xem luôn, vô tư đi ạ. Đây, bằng gỗ hết nhá, bên em không có sản phẩm là bằng nhựa đâu. Bằng nhựa thứ nhất là nếu mà giá tiền với cái giá tầm 100-200 nghìn thì nó không được ok lắm, nên là em không bán cái nhựa đấy, thì nó thường là sẽ có mùi. Đây là bằng gỗ thông, còn đâu bộ này sẽ làm bằng cái gỗ sồi mà chuyên làm đồ nội thất của châu Âu đấy ạ. Chi tiết sản phẩm ở trên Facebook em cũng đã ghi rồi đấy, trên Facebook cũng ghi đây mọi người này. Bộ này thì không có hình đâu nhưng mà bộ này rất là hay luôn, ít người biết đến quá nhưng mà em vẫn bán được cho một số người họ biết về cái sản phẩm này ấy. Trên Shopee thì hiện tại chưa đăng, nhưng mà chị nào mua thì em sẽ đăng qua Shopee cho mọi người nhé. Bộ này chỉ có 70.000 một bộ thôi. Bộ này em dùng để giới thiệu sản phẩm cho mọi người, nên là còn đơn hàng nào mà trên 400.000 thì em sẽ tặng một bộ này. Hoặc là chị nào mua hai bộ combo thì chỉ còn giá 500.000 hai bộ combo thôi nhá. Combo nguyên liệu làm sách vải mua hai bộ chỉ còn 500.000 thôi ạ. Còn mua hai bộ ba bộ này thì là 200.000. Mọi người cân nhắc nhá. Đây, lần trước có sale cái bộ mua một tặng một này thì hết khá là nhanh, thì mọi người lại yêu cầu em nhập hàng về để bán tiếp, thì đợt này em sẽ giảm giá thấp nhất cho mọi người luôn. Livestream này thì chỉ còn 60.000 thôi. Bộ này sẽ giảm 20.000 một bộ này. Có khách hàng bên em mua đến 30, 40 bộ này để chơi rồi đấy ạ. Thì với những khách hàng mà mua nhiều thì em sẽ để giá khác nhé. Đó. Giới thiệu qua với mọi người về các sản phẩm của bên em bán. Thì mọi người xem livestream cho rõ hình ảnh. Em chi tiết cho mọi người xem luôn. Thì mọi người muốn đặt hàng thì inbox cho em nhé, hoặc gọi cho em theo hotline 01666265280, vào nếu gọi vào sau 6 giờ tối giúp em nhé. Còn đâu không thì mọi người cứ nhắn tin để tối em gọi lại cho mọi người nha. Còn inbox thì em sẽ check vào đêm muộn ạ. Cảm ơn mọi người nhé. Chị nào mua hàng thì inbox cho em nhé. Xin chào mọi người, chắc là buổi chiều nên là mọi người cũng bận hết giờ, cũng có nhiều chị đi làm. Chào mọi người ạ.